Alo, ở đây có đào tạo diễn viên lồng tiếng nhí. Bé yêu của bạn yêu thích hoạt hình. Bé yêu ước mong trở thành một diễn viên lồng tiếng trong tương lai. Bé yêu muốn hóa thân vào những nhân vật trong một thế giới muôn màu. Bé yêu muốn thỏa thích trải nghiệm trong nhiều cung bậc cảm xúc. Hãy để bé có cơ hội khám phá năng lực phi thường của mình và thỏa sức vẫy vùng với niềm đam mê hóa thân thành những nhân vật trong phim. Hãy trao cho con trẻ chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tài năng này nhé, bố mẹ. Điều con trẻ cần, một môi trường thoải mái, nơi mà các trẻ có thể vừa chơi, vừa học. Thời gian được sắp xếp linh hoạt, phù hợp với lịch học của trẻ. Đội ngũ giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp để khơi gợi những năng khiếu của con trẻ. Những người truyền nguồn cảm hứng vô tận cho trẻ. Điều con trẻ nhận được, cơ hội để trở thành một trong những nhân vật mà các trẻ yêu thích. Nâng cao được khả năng giao tiếp, khơi gợi cảm xúc trong con qua việc đặt mình vào nhân vật khác. Tạo điều kiện giúp trẻ khám phá bản thân, tăng khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, sẽ đặt mình vào người khác và cảm thông hơn cho họ, tạo định hướng nghề nghiệp tương lai cho con trẻ. Với những điều muôn màu phía trước, hãy đến với Tân Phong Promotion. Nhấc điện thoại và gọi ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về khóa học. Số điện thoại 0919 191 595, 0932 662 106. Gặp thầy Danh. Độ tuổi từ 6 tuổi trở lên. Học phí 7 triệu một khóa học. Học mỗi ngày, học đến khi lành nghề. Fanpage đào tạo diễn viên lồng tiếng. Bạn yêu thích hoạt hình. Bé yêu ước mong trở thành một diễn viên lồng tiếng trong tương lai. Bé yêu muốn hóa thân vào những nhân vật trong một thế giới muôn màu. Bé yêu muốn thỏa thích trải nghiệm trong nhiều cung bậc cảm xúc. Hãy để bé có cơ hội khám phá năng lực phi thường của mình và thỏa sức vẫy vùng với niềm đam mê hóa thân thành những nhân vật trong phim. Hãy trao cho con trẻ chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tài năng này nhé bố mẹ. Điều con trẻ cần, một môi trường thoải mái, nơi mà các trẻ có thể vừa chơi vừa học. Thời gian được sắp xếp linh hoạt để phù hợp với lịch học của trẻ. Đội ngũ giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp để khơi gợi những năng khiếu của con trẻ. Những người truyền nguồn cảm hứng vô tận cho trẻ. Điều con trẻ nhận được,
cơ hội để được trở thành một trong những nhân vật mà các trẻ yêu thích, nâng cao được khả năng giao tiếp, khơi gợi cảm xúc trong con qua việc đặt mình vào nhân vật khác, tạo điều kiện giúp trẻ khám phá bản thân, tăng khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, sẽ đặt mình vào người khác và cảm thông hơn cho họ, tạo định hướng nghề nghiệp tương lai cho con trẻ. Với những điều muôn màu phía trước, hãy đến với Tân Phong Promotion. Nhấc điện thoại và gọi ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về khóa học. Số điện thoại 0919 191 595, 0932 662 106. Gặp thầy Danh, độ tuổi từ 6 tuổi trở lên. Học phí 7 triệu một khóa, học mỗi ngày, học đến khi lành nghề. Fanpage đào tạo diễn viên lồng tiếng. Tân Phong Promotion hẹn gặp lại các bạn. Rồi, 2, 3, đi vệ sinh xong nha. Đi vệ sinh xong. Quay vô đi nè, quay vô đi. Đứng đi lên. Vệ sinh xong. Đứng lên. Vệ một chân mười. Nói lần nữa nè, nói lần nữa cho ba nghe. Bây giờ chưa có cái hình nha. Chỉ có cái hình nha. Xong chui. Rồi, một chân mười. Xong chui. Rồi, vệ sinh xong. Rồi, đi vệ sinh xong nghe lần nữa. Đi vệ sinh xong. Đứng lên. Chân mười. Đứng lên nha, đi vệ sinh xong đứng lên. 2, 3. Đi vệ sinh xong. Đi vệ sinh xong. Có đào tạo diễn viên lồng tiếng nhí. Bé yêu của bạn yêu thích hoạt hình. Bé yêu ước mong trở thành một diễn viên lồng tiếng trong tương lai. Bé yêu muốn hóa thân vào những nhân vật trong một thế giới muôn màu. Bé yêu muốn thỏa thích trải nghiệm trong nhiều cung bậc cảm xúc. Hãy để bé có cơ hội khám phá năng lực phi thường của mình và thỏa sức vẫy vùng với niềm đam mê hóa thân thành những nhân vật trong phim. Hãy trao cho con trẻ chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tài năng này nhé, bố mẹ. Điều con trẻ cần: một môi trường thoải mái, nơi mà các trẻ có thể vừa chơi, vừa học. Thời gian được sắp xếp linh hoạt để phù hợp với lịch học của trẻ. Đội ngũ giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp để khơi gợi những năng khiếu của con trẻ. Những người truyền nguồn cảm hứng vô tận cho trẻ. Điều con trẻ nhận được: cơ hội để được trở thành một trong những nhân vật mà các trẻ yêu thích. Nâng cao được khả năng giao tiếp, khơi gợi cảm xúc trong con qua việc đặt mình vào nhân vật khác.
tạo điều kiện giúp trẻ khám phá bản thân, tăng khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, sẽ đặt mình vào người khác và cảm thông hơn cho họ, tạo định hướng nghề nghiệp tương lai cho con trẻ. Với những điều muôn màu phía trước, hãy đến với Tân Phong Promotion, nhấc điện thoại và gọi ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về khóa học. Số điện thoại 0919 191 595, 0932 662 106, gặp thay danh. Độ tuổi dành cho bé từ 6 tuổi trở lên. Học phí 7 triệu một khóa học mỗi ngày, học đến kỳ lành nghề. Fanpage đào tạo diễn viên lồng tiếng. Lơ kiêu. Rồi, gắn lại nghe Khánh. Tại ngôi làng người hay gắn cái gì lơ kiêu ha. Nghe hai cái cuối á. Rồi. Gặp lại cái này, gặp cái này mới được cái Khánh rồi. Nơ. Rồi. Chiêu. Nơ. Rồi câu tiếp theo Khánh ha. Chiêu. Nơ. Chiêu. Lơ kiêu đúng rồi. Lấy kiêu con. Để cái phối luôn. Ok. Đúng rồi, xếp xác. Rồi, có, con này con nói đi. Có cậu bé thánh giống. Có cậu bé thánh giống. Thánh giống. Thánh giống. Ừ, có cậu bé thánh giống. Có cậu bé thánh giống. Có cậu bé. Bé. Ừ. Thánh. Giống. Giống. Ừ. Có cậu bé thánh giống. Có cậu bé thánh giống. Đúng rồi. Bây giờ nói lớn lên Khánh thu nha. Chưa, chờ Khánh chút xíu không? Đúng rồi đó. Có cậu bé thánh giống. Có cậu bé thánh giống. Đúng rồi. Rồi đọc lại câu đầu luôn nha, con nói là câu đầu với Khánh nghe nha. Rồi, tại ngôi làng Lơ Kiêu. Tại ngôi làng Năng Kiêu. Lơ Kiêu. Lơ Kiêu. Rồi, tại ngôi làng Lơ Kiêu. Tại ngôi làng Năng Kiêu. Ok, rồi con nói hai bạn đi ha. Tại ngôi làng. Tại ngôi làng Lơ Kiêu. Lơ Kiêu. Ừ. Rồi, hai cái đó hai cái nha. Tại ngôi làng Lơ Kiêu. Rồi xong rồi, chọn xong rồi tới con nha. Dạ. Rồi. Có cậu bé thánh giống. Có cậu bé thánh giống. Đúng rồi, nó lớn lên. Có cậu bé thánh giống. Có cậu bé thánh giống. Ừ. Rồi. Thầy thấy câu đó hả nha. Rồi, con nói nè. Băng qua ngôi làng phô mai nhỏ. Băng vô làng phô mai nhỏ. Ừ. Băng qua ngôi làng phô mai nhỏ. Băng qua ngôi làng phô mai nhỏ. Ừ. Ở lớn này. Băng qua ngôi làng phô mai nhỏ. Ngôi làng phô mai nhỏ. Ừ, nói lần nữa. Băng qua ngôi làng phô mai nhỏ. Nói lớn này. Alo, ở đây có đào tạo diễn viên lồng tiếng nhí. Bé yêu của bạn yêu thích hoạt hình. Bé yêu ước mong trở thành một diễn viên lồng tiếng trong tương lai. Bé yêu muốn hóa thân vào những nhân vật trong một thế giới muôn màu. Bé yêu muốn thỏa thích trải nghiệm trong nhiều cung bậc cảm xúc. Hãy để bé có cơ hội khám phá năng lực phi thường của mình và thỏa sức vẫy vùng với niềm đam mê hóa thân thành những nhân vật trong phim. Hãy trao cho con trẻ chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tài năng này nhé, bố mẹ. Điều con trẻ cần, một môi trường thoải mái, nơi mà các trẻ có thể vừa chơi, vừa học, thời gian được sắp xếp linh hoạt, phù hợp với lịch học của trẻ, đội ngũ giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp để khơi gợi những năng khiếu của con trẻ, những người truyền nguồn cảm hứng vô tận cho trẻ. Điều con trẻ nhận được, cơ hội để trở thành một trong những nhân vật mà các trẻ yêu thích, nâng cao được khả năng giao tiếp, khơi gợi cảm xúc trong con qua việc đặt mình vào nhân vật khác, tạo điều kiện giúp trẻ khám phá bản thân, tăng khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú, sẽ đặt mình vào người khác và cảm thông hơn cho họ, tạo định hướng nghề nghiệp tương lai cho con trẻ. Với những điều muôn màu phía trước, hãy đến với Tân Phong Promotion, nhấc điện thoại và gọi ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về khóa học. Số điện thoại 0919 191 595, 0932 662 106, gặp thầy danh. Độ tuổi từ 6 tuổi trở lên, học phí 7 triệu một khóa học, học mỗi ngày, học đến khi lành nghề. Fanpage
đào tạo diễn viên lồng tiếng. Phô mai nhỏ. Phô mai nhỏ. Rồi, gắn vô thế. Ok. Rồi, câu thứ ba nha. Là đánh giặc ngoại xâm. Đánh giặc ngoại xâm. Ngoại xâm. Đúng rồi, nó lớn lên. Đánh giặc ngoại xâm. Đánh giặc buôn ngoại xâm. Rồi, rồi. Đánh giặc ngoại xâm. Đánh, 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 đánh giặc, đánh giặc ngoại xâm, ngoại xâm. Rồi, đúng rồi, tôi đọc đi lại, liền liền vô nha, liền mạch vô nè. Đánh giặc ngoại xâm. Đánh giặc ngoại xâm. Đúng rồi. Rồi. Rồi, con cái vế thứ hai nha. Rồi. Vươn vai à, vươn vai. Rồi con nói chữ vươn vai. Vươn vai. Vươn vai. Vừa vừa thôi, đừng nói lớn á. Vươn vai. Vươn vai. Đúng rồi. Rồi câu dưới nha. Con phải nói là tại ngôi làng ở tại làng Phô Mai Lơ Kiêu. Lơ Kiêu. Lơ Kiêu. Rồi, con nói lại nha. Tại làng Phô Mai. Phô Mai. Lơ Kiêu. Lơ Kiêu. Nó chỉ cần câu này nữa. Giờ giống là ăn nhiều dưa. Chứ thánh giống là. À. À. Đã giặt con sắp á, cái kia lặp lại hả? Giống nhau. Kiêu. Ý giờ vậy nói câu sao vậy? Tới thay đổi câu kìa. Có thánh giống mới 3 tuổi kìa. Rồi. À. Rồi, rồi, rồi. Rồi, con nói câu gì nè. Nhờ giống đã ăn. Nhờ giống đã ăn. Nhờ giống đã ăn. Ừ, nhờ giống đã ăn. Nhờ giống đã ăn. Ừ, con nói nhanh hơn. Nhờ giống đã ăn. Nhờ giống đã ăn. Rồi, đúng rồi đó. Nhờ giống nha. Nhờ nhờ giống thì phải giống nha. Nhờ nhờ giống đã ăn. Nhờ giống đã ăn. Nói lớn lên. Nhờ giống đã ăn. Nhờ giống đã ăn. Lớn cái nữa. Nhờ giống đã ăn. Nói lớn lên. Nhờ giống đã ăn. Nhờ giống đã ăn. Lớn vừa thôi. Nhờ giống đã ăn. Nhờ giống đã ăn. Rồi, thật nhiều dưỡng chất. Thật nhiều dưỡng chất. Đúng rồi, một lần nữa nha. Thật nhiều dưỡng chất. Bé yêu của bạn yêu thích hoạt hình. Bé yêu ước mong trở thành một diễn viên lồng tiếng trong tương lai. Bé yêu muốn hóa thân vào những nhân vật trong một thế giới muôn màu. Bé yêu muốn thỏa thích trải nghiệm trong nhiều cung bậc cảm xúc. Hãy để bé có cơ hội khám phá năng lực phi thường của mình và thỏa sức phẩy vùng với niềm đam mê hóa thân thành những nhân vật trong phim. Hãy trao cho con trẻ chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tài năng này nhé bố mẹ. Điều con trẻ cần, một môi trường thoải mái, nơi mà các trẻ có thể vừa chơi vừa học. Thời gian được sắp xếp linh hoạt để phù hợp với lịch học của trẻ. Đội ngũ giáo viên hướng dẫn chuyên nghiệp để khơi gợi những năng khiếu của con trẻ. Những người truyền nguồn cảm hứng vô tận cho trẻ. Điều con trẻ nhận được: cơ hội để được trở thành một trong những nhân vật mà các trẻ yêu thích. Nâng cao được khả năng giao tiếp, khơi gợi cảm xúc trong con qua việc đặt mình vào nhân vật khác. Tạo điều kiện giúp trẻ khám phá bản thân, tăng khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng phong phú. Sẽ đặt mình vào người khác và cảm thông hơn cho họ. Tạo định hướng nghề nghiệp tương lai cho con trẻ. Với những điều muôn màu phía trước, hãy đến với Tân Phong Promotion. Nhấc điện thoại và gọi ngay để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về khóa học. Số điện thoại 0919 191 595, 0932 662 106. Gặp thầy Danh. Độ tuổi từ 6 tuổi trở lên. Học phí 7 triệu một khóa. Học mỗi ngày, học đến khi lành nghề. Fanpage đào tạo diễn viên lồng tiếng. Tân Phong Promotion hẹn gặp lại các bạn. Rồi. Vậy không? Vậy con nói chữ thật nhiều thôi là đi bạn. Con nói chữ thật nhiều thôi. Thầy. Con đứng đây, con đứng đây. Mà chào đứng đây. Chào bước đây. Nè, chào đi nhanh lên. Nhờ giống nó rõ không thầy? Nhờ giống thầy. Rồi, con ghi là con đánh vậy nè. Nhờ giống. Nhờ giống. Nhờ giống
Nhờ giống. 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 Ừ, nhờ giống. Nhờ giống. Ừ, rồi, nói lớn lên. Nhờ giống. Nhờ giống. Đúng rồi. Rồi, không. Rồi, thật nhiều. Thật nhiều. Ok. Xuất sắc chưa? Chỉ còn cách nào giờ làm cái đó là vô hình, vô hình. Vô hình con. Bên lên. Lánh gắn luôn. Cảm ơn các bạn đã theo Nobita này lóc chóc quá nha. Nghiêm túc vô. Chuẩn bị. Được rồi, có kết quả là em sẽ báo cho anh ngay. Cảm ơn em. Mệt quá, thoát hết mồ hôi rồi. Mệt quá, thoát hết mồ hôi à. Toát, toát. Toát hết mồ hôi, nhưng phải thoát. Kêu từ xa, kêu lớn lên. Luli, dừng lại, dừng lại. Kêu lớn lên. Rồi, nhà, lớn lên nha. Luli, dừng lại, dừng lại. Mát lắm phải không anh? Sách bài tập. Sách bài tập. Cứ để cho em, bài tập là sở trường của em đấy. Ủa? Woohoo! Xong rồi. Giỏi, giỏi quá. Toàn bộ đều sai. Anh đâu có. Hả? Cái đó là của Doraemon. Toàn bộ đều làm hết trơn. Giỏi quá, toàn bộ đều làm hết trơn. Giỏi, không phải. Giỏi quá. Toàn bộ đều làm hết trơn. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi nói rõ vô. Nói vô. Giỏi quá. Toàn bộ đều làm hết trơn. Giỏi quá. Toàn bộ đều làm hết trơn. Giỏi quá. Toàn đều sai cả luôn. Rồi quý vị nghe nghe. Rồi cái